Xin chào các bác nông dân, hôm nay em muốn chia sẻ một sản phẩm cực kỳ hữu ích cho việc trồng trọt, đó chính là S-Max 150 ATT, loại thuốc trừ cỏ an toàn và hiệu quả. Vậy, điều gì làm S-Max 150 ATT khác biệt? Sản phẩm này có công thức đặc biệt giúp diệt cỏ dại nhanh chóng mà không gây hại cho cây trồng. Hơn nữa, S-Max 150 ATT còn đánh bại được nhiều loại cỏ cung đầu, từ cỏ dại 1 năm đến cỏ lâu năm luôn đấy ạ. Không chỉ hiệu quả, S-Max 150 ATT còn rất an toàn khi sử dụng. Các bác chỉ cần nhớ đeo găng tay và kính bảo hộ khi pha chế và phun thuốc là được. Sau khi phun chỉ trong vòng 7 đến 10 ngày, cỏ dại sẽ bị tiêu diệt tận gốc, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh hơn. Cách sử dụng S-Max 150 ATT cũng rất đơn giản. Các bác chỉ cần pha 200-250ml thuộc với 16 lít nước để phun cho một sào bắc bộ. Quá dễ dàng phải không ạ? Thêm một điểm công nữa, S-Max 150 ATT có giá cả rất phải chăng, phù hợp với mọi nhà nông. Các bác có thể tìm mua sản phẩm tại các cửa hàng vật tư nông nghiệp hoặc đặt hàng trực tuyến qua trang web drplant.vn. Vậy còn cho gì nữa? Hãy dùng thứ S-Max 150 ATT để trải nghiệm sự khác biệt. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Nhớ bấm nút thích và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều mail hay về trồng trọt nhé. Chúc các bác một mùa vụ bội thu. drplant.vn